Ngày 13 tháng 10, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Dự cuộc gặp mặt có lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội du lịch tỉnh. Tại buổi gặp mặt lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội du lịch tỉnh, tỉnh đã tặng hoa chúc mừng các tổ chức cơ sở đảng trong khối. Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ôn lại truyền thống ngày doanh nhân Việt Nam đồng thời mong muốn các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, đề ra các giải pháp ổn định sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, xây dựng kế hoạch hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong các doanh nghiệp, đồng lòng vượt khó vươn lên góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, đóng góp cho ngân sách nhà nước. Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 91 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 20 tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Những năm qua, các cấp ủy đảng trong doanh nghiệp đã tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai có hiệu quả các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Dù chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19, nhưng nhiều doanh nghiệp doanh nhân đã nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người lao động, chung tay góp sức phòng chống dịch. Trong 9 tháng, các doanh nghiệp trong khối đã ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 của tỉnh, thăm hỏi động viên tuyến đầu chống dịch gần 20 tỷ đồng, thực hiện công tác an sinh xã hội gần 2 tỷ đồng.